Thành quả tối nay nha anh em, được hai con gà trống với ba con chích nha anh em, với lại ba con giò giả nha anh em, ba con giò giả bông nha. Hello, chào thẻ anh em 57 chim ha. Lúc này anh em chiến sâu rồi, có anh em nào ok không? Mình thì nghỉ hôm gà cũng lâu rồi nha anh em, giờ mình mới ra lại. Giờ quay thành quả cho anh em xem sáng rồi anh em ơi, quá trời sương mù luôn rồi. Làm cái sương mù nó trắng tinh hết trơn, lưới mình nó xả hết trơn luôn rồi. Mình chơi bộ sâu sắc luôn nha anh em, cầm bỏ đây luôn, trước nhà. Giờ người ta trồng cái tràm này nè, chắc mai mốt không có thổi đây được rồi, cây tràm nó cao quá. Quả tối nay nè nè, mấy con, hai con gà, ba con chích nha nè, hai gà trống, dưới đầu mấy con chim con. Mình thấy chết rồi, hai con, ba con, ba con chích mộng nha anh em, đó anh em thấy không, cái mộng đỏ đỏ tươi này. Như hai con gà trống nè nè, đó hai con gà trống nha anh em, trống cút bự lắm anh em. Hai gà trống nha, như bà anh chích. Quả đêm nay chỉ có vậy thôi nha anh em, đồng mình giờ công cái mé hết trơn này nha anh em, hơi đỏ đỏ đuôi, chưa có mở đồng nha anh em, nên lúc này đánh gì là cũng được rồi anh em. Khi nào mà mở đồng á, nó rút nước ra nè, tới đó mới đánh được nhiều chim con đồ mới nó đi, chứ còn giờ nước chim con đánh mình đánh mà nó rớt ở vòng vòng đây nghe nó kêu ngốc luôn nè. Giờ cũng sáng rồi, mấy rồi nè, mình đánh chích thì mình đánh mấy thẻ nha nè, còn cúp nấm gà với lại chim con nữa mình đánh mấy băng nha. Mình hồi hôm mình đánh không hết mấy nữa anh em ơi, hết lo rồi, lo mình bữa cho ông anh hết mấy cái này, giờ hết lo rồi nha anh em. Đánh còn dư mấy luôn rồi, giờ đi gom lưới thôi nha anh em, gom lưới đi về thôi, đi ra chợ uống phê bán chim nha anh em. Rồi video đến đây kết thúc nha anh em xem nhớ like ủng hộ mình ha. Còn anh em nào cần máy băng hoặc là băng cúng núm á thì cứ alo cho mình ha, số điện thoại thì mình để lên trên màn hình đó anh em. Rồi chào anh em ha.